Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tâm thế chủ nô của đảng khi giữ bí mật về sức khỏe của lãnh đạo Ngày 30 tháng Giêng, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận Khoảng trống quyền lực trong đảng còn kéo dài bao lâu của tác giả Trần Hiếu Trân. Tác giả dẫn một tweet của giáo sư Jonathan London từ Đại học Leiden Hà Lan viết rằng khi hay tin sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không được ổn định, cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn triết gia Gramsci gọi là thời kỳ bất ổn và không chắc chắn. Quá khứ đang hấp hối mà tương lai vẫn chưa được định hình. Tác giả đặt câu hỏi liệu khoảng trống quyền lực này sẽ còn kéo dài trong bao lâu? Theo tác giả, rõ ràng việc ông Trọng ra vào bệnh viện đã không còn là chuyện bí mật quốc gia nữa rồi. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Theo tin nội bộ, dĩ nhiên ẩn danh bên cạnh vương chủ tịch một vài cái tên khác đã được nhắc đến để truyền ngôi. Về cuộc đua giữa đại tướng công an Tô Lâm với đại tướng quân đội Phan Văn Giang, nghe đồn lợi thế đang nghiêng về bên có súng dài. Vụ bắt khẩn cấp của tổng biên tập báo thanh niên Nguyễn Công Khế được đồn là lệnh đánh vào đoàn phái để hạ uy tín các cựu thủ lĩnh một thời là Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai. Tác giả nhận định cuộc chuyển giao quyền lực lần này nhìn bề ngoài được tiến hành lặng lẽ nhưng bên trong thì rất khẩn trương và nhiều thuyết âm mưu. Một nguồn thảo tin cho biết, cuộc đấu đá quyết liệt đến mức Trung ương đã phải hoãn họp một lần. Tác giả dẫn đánh giá trước đó của giáo sư Alexander Elvuvin từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Danny nói rằng, các ứng viên có khả năng nhất kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò tổng bí thư là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương. Và đây là hình ông Trọng xuất hiện tại Quốc hội ngày 15 tháng Giêng sau tin đồn về sức khỏe của ông. Tác giả nhận xét điều khá ngạc nhiên đối với giới quan sát đó là dư luận trong xã hội Việt Nam phần lớn tỏ ra bàn quan trước cái tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể ra đi hoặc ít nhất sẽ thôi giữ chức đảng trưởng. Có hai khuynh hướng khá rõ rệt. Thứ nhất cho rằng ông Trọng có ra đi thì cũng là hồng tan rồi vì bước sang tuổi 80 lại chịu nhiều bệnh tật mà trụ được cho đến hôm nay, như vậy là phúc nhà. Mọi chuyện sẽ có đảng và nhà nước lo, không có gì phải bận rộn. Khuynh hướng thứ hai, tiêu cực hơn cho rằng, chẳng mấy ai quan tâm đến người thai ông Trọng làm tổng bí thư, tất cả sẽ là Vũ Như Cận. Tác giả nhắc đến bài viết Uy tín đảng cao hơn tương lai đất nước trên VOA của blogger Lê Quốc Quân có bình luận rằng, Việt Nam là một hình đồng dạng của Trung Quốc. Cả hệ thống chính trị đang lây hoay giải quyết bài toán uy tín chính trị của đảng và các cá nhân lãnh đạo đảng, chứ không phải là tương lai đất nước. Và đây là hình Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, người nhập viện mà không thông báo về tình trạng sức khỏe của mình, gây bất bình dư luận Mỹ. Tác giả cũng đề cập đến bài viết của blog Đồng Phụng Việt trên AFA mới đây, nhắc đến câu chuyện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng phải vào viện vì nhiễm trùng đường tiết liệu nhưng đã không báo cáo cho tổng thống, quốc hội và dân chúng Mỹ biết. Giữa lúc chính trường nước Mỹ đang trong tình trạng phân hóa chưa từng thấy, nhưng các đại diện của hai đảng, cả Cộng hòa lẫn dân chủ, vẫn cùng soạn thảo một dự một dự luật bắt buộc hội đồng an ninh quốc gia phải thông báo sớm và rạch ròi về những bất thường liên quan đến sức khỏe của các thành viên. Tác giả bình luận rằng nước Mỹ là nơi không cần bi bô, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng từ trước đến nay đã như vậy và vẫn sẽ như vậy. Còn Việt Nam ta, nơi có nền dân chủ gấp vạn lần nền dân chủ xứ tư bản dễ chết, thì đảng nhà nước vẫn giành và giữ vững vai trò chủ nô, không bao giờ cho nô lệ dưới quyền được biết, được bàn về sức khỏe của các chủ nô. Từ tép riêu như Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thể Quỳnh, cho đến các loại tứ trụ như Trần Đại Quang, hay ngày nay là Nguyễn Phú Trọng, ngoại trừ khi có tin quốc tang về các vị ấy. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tâm thế chủ nô của đảng khi giữ bí mật về sức khỏe của lãnh đạo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hàng trăm người đề nghị thả nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vì lý do sức khỏe. Ngày 29 tháng Giêng, AFA tiếng Việt cho hay hơn 200 người ký kiến nghị thư đề nghị miễn trách đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh. AFA cho biết ngày 27 tháng Giêng, cụ tù nhân lương tâm Đặng Thị Huệ đăng tải kiến nghị thư gửi Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vì lý do sức khỏe. Theo đó, điều trị bệnh trầm cảm và bệnh ung thư cần có sự kết hợp giữa phát đồ điều trị của cơ sở y tế và liệu pháp tâm lý. Trong đó, liệu pháp tâm lý tốt nhất chính là tình yêu thương, sự chăm sóc của gia đình. Hơn 200 người, đã, cả trong và ngoài nước, đã ký vào đơn kiến nghị nêu trên. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, bà Hạnh, người sáng lập quỹ 50.000, chuyên hỗ trợ cho những người hoạt động bị hiểm nguy, bị bắt tạm giam ngày 7 tháng 4 năm 2021 để điều tra với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Một năm sau, bà bị đưa đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương để buộc chữa bệnh trầm cảm mà bà đã mắc phải trước khi bị bắt. Đầu tháng Giêng năm 2024, bà lại bị phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung và đang được điều trị. AFA dẫn lời bà Huệ nói về lý do nhóm của bà viết thư. Việt Nam đang lên tiếng rất mạnh trong việc đảm bảo nhân quyền cho công dân, cũng như là tham gia vào các diễn đàn của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần khẩn cấp đình chỉ điều tra đối với chị Nguyễn Thúy Hạnh để chị chữa trị bệnh. Bà Huệ cho biết, việc thu thập chữ ký trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 2 năm 2024 và sau đó sẽ gửi đến kiến nghị qua đường bưu điện kèm các chữ ký đến các cơ quan chức năng liên quan. Và đây là hình nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh trước khi bị bắt. Vẫn theo AFA, một kiến nghị khác của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, nơi tập hợp những nhân sĩ, trí thức tên tuổi, đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo, hãy giao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt câu lạc bộ này khẳng định, nếu nhà cầm quyền làm như vậy sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh. Bên cạnh đó, AFA cũng cho biết văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ở Hà Nội ngày 25 tháng Giêng gửi một kiến nghị độc lập tới các cơ quan tiến hành tố tụng, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Thúy Hạnh, 61 tuổi, trong đó dẫn quy định tại Điều 2 của luật người cao tuổi năm 2009, bên cạnh các điều khoản nhân đạo khác của pháp luật Việt Nam và đây là hình vợ chồng bà Hạnh tham gia một cuộc biểu tình. Kiến nghị nói, đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, chúng tôi có mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng cần cân nhắc, xem xét về trường hợp một phụ nữ cao tuổi đang mang trong mình nhiều bệnh tật, bao gồm cả bệnh hiểm nghèo như trên, thì rõ ràng là không còn và không có thể khả năng gây nguy hiểm cho xã hội nữa và cần được áp dụng các quy định nhân đạo nhất đã được quy định tại Bộ Luật Hình Sự kiến nghị được đăng trên trang Facebook cá nhân của luật sư Nguyễn Hà Luân, người đứng đầu văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long ngày 25 tháng Giêng, nhận được hàng trăm lượt thích và hàng chục lượt chia sẻ. Văn phòng này cũng đã ký hợp đồng trợ giúp pháp lý cho bà Hạnh. AFA cũng dẫn quan điểm của một luật sư nhân quyền ở Hà Nội cho biết, bà Hạnh hoàn toàn thuộc trường hợp được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chiếu theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, ở cả khía cạnh pháp lý và nhân đạo. Tuy nhiên, ông không lạc quan về khả năng nhà chức trách sẽ áp dụng tinh thần nhân đạo trong trường hợp bà Hạnh và đánh giá hầu như có ít cơ hội. Tuy nhiên, theo luật sư này, các nhà hoạt động nhân quyền và cộng đồng vẫn phải lên tiếng cho bà Hạnh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hàng trăm người đề nghị thả nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vì lý do sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.